nhà em bà nội mất từ năm bố em 4 tuổi. À đâu? Hả? Hôm nọ em xem mộ là mất năm 1965 sao ấy. 65 67 ông bố mình chỉ được nó. Ông lấy bà hai thì mà trong khi đó bà nội em mất từ năm bố em 3 hay 4 tuổi. Bà mất sớm ông mất sớm mà ông nội mất từ năm anh Tuấn 1 tuổi đấy nào. Quẹt một tí thì xong nhưng mà cái toàn miền Bắc các bạn nhé. Làm toàn miền Bắc luôn. Đấy là đang vừa rồi là quét lót. Lót đây chỗ này tạo vân xong rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu tạo vân này. Đấy, tạo vân này các bạn nhé. Bắt đầu tạo vân gỗ. Gỗ có đẹp hay không là do cách pha màu với lại tạo vân. Đấy, mình pha được màu đẹp đây, tạo vân đẹp thì lên gỗ mới đẹp mới thật. Anh em có nhu cầu thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả nha. Bảo hành 25 nhá. Làm toàn miền Bắc luôn đấy các bạn ạ. Những cây sầm như này mà các bạn tạo nhiều mắt mấu quá nó sẽ rối. Để mắt mấu hơi thưa một tí như này thì đẹp. Các bạn thấy đẹp chưa? Ai có nhu cầu đặt hàng, những nhu cầu mà xây nhà mới mà có nhu cầu làm sơn giả gỗ hoặc là vẽ trần mây, vẽ tranh tường 3D với lại làm cột giả đá thì inbox số điện thoại mình để phần mô tả của video các bạn nhé.